Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ và em là Ngọc Hiệp. Hôm nay thì em Hiệp gửi đến quý vị anh chị một cái mẫu xe mà vừa dài vừa rộng, đáp ứng đủ mọi tiêu chí từ option này cho đến cảm giác lái này, rộng rãi này, nhận diện thương hiệu tốt này, rồi thì ngồi sướng, lái sướng này. Đấy, ở đây em đang có một chiếc BMW Series 7 730 quý vị anh chị nhá. Chiếc này của em thì là sản xuất đời 2018 quý vị anh chị ạ. Mang trong mình cái ngoại thất màu xanh Kavansai cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc này của em thì nó là cuối 18, model 19 rồi. Đấy, rất là mới luôn. Quý vị anh chị có thể thấy này, xe sẵn biển Hà Nội rồi, biển cũng khá là đẹp. Mặt ca lăng hai quả thận đặc trưng của BMW này quý vị anh chị nhá. Đèn LED này, đó. Thiết kế cực kỳ là đẹp và thể thao luôn. Đèn LED adaptive, một dàn lốp mít quý vị anh chị nhá. Chạy thì cực kỳ là êm luôn. Màu xanh Kavansai này thì nó rất là vừa vặn, nhã nhặn. Nói chung là lứa tuổi nào đi cũng phù hợp. Đấy, trẻ đi cũng được mà già đi cũng đẹp. Trung trung tuổi đi cũng hợp lý. Nội thất các thứ thì không phải bàn rồi. Một chiếc xe còn rất là mới quý vị anh chị ạ. Đấy, vừa mới lấy về chỉ có rửa nước lã là bán thôi. Cực kỳ là mới luôn. Đây. Màu nội thất màu kem luôn nhá quý vị anh chị nhá. Xe thì tất nhiên là rồi, với cái Series 7 này thì chắc chắn là phải có cửa hít rồi. Đây, form mới đây. Cả ngồi hàng ghế sau này cũng có thể là ngồi chỉnh đầy đủ được nhá quý vị anh chị nhá. Đấy, đây là cái nút nguồn của nó này. Đấy, quý vị anh chị có thể chỉnh luôn ở trên cái pad này nhá. iPad cảm ứng này. Đó. Mặc dù là cái pad này ở ngoài thì giá nó cũng chỉ, em nghĩ là nó chỉ khoảng vài triệu thôi. Thế nhưng mà giá xe với một chiếc có và không có cái này lệch nhau đến cả trăm triệu nha quý vị anh chị nhá. Cho đến vài trăm triệu cơ. Đó. Rất rất là rộng rãi luôn, đúng là đẳng cấp chủ tịch luôn. Một chiếc xe mà ngang với cả phân khúc Mercedes quý vị anh chị nhá. Thế nhưng mà cái loại này thì ngồi đằng sau đã sướng rồi, nhưng mà lại được cái là nếu mà quý vị anh chị nào thích lái thì lái nó cũng hay luôn, bởi vì nó là BMW nên là lái nó rất là sướng. Bên trong nội thất thì ốp vân gỗ các thứ này. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Hai vị trí nhớ ghế, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện này. Hộp số ZS 8 cấp này. Bóng hơi nâng hạ gầm này. Cam 360 dạng 3D quý vị anh chị nhá. Bốn chế độ lái. Và ngoài ra thì tích hợp đầy đủ các phím chức năng trên vô lăng. Đấy, rồi thì chế độ lim cruise control, đèn auto, cảm biến gạt mưa auto này. Điều hòa tự động độc lập hai vùng. Màn hình giải trí tích hợp cả map này, bluetooth này, rồi thì đầy đủ các chức năng luôn. Rất rất mới và rất đẹp đúng không quý vị anh chị? Một chiếc xe hạng sang như thế này, đấy, cửa sổ trời nhá quý vị anh chị nhá. Chả thiếu cái gì cả. Đấy. Hàng ghế sau thì có cả gối tựa luôn này. Đấy. Đấy. Rất là đầy đủ luôn. Khi nào mà không cần thì quý vị anh chị có thể nhấc cái này lên này. Nếu mà không dùng đến. Đó. Có thể là ngồi thêm được một người nữa vào đây. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Rất mới nhá quý vị anh chị nhá. Xe vừa lấy về và gần như là không có xước sát gì luôn. Với những người mà sử dụng cái chiếc xe như thế này thì phải nói là cực kỳ là cẩn thận luôn. Đấy, cốp của một chiếc Series 7 cũng rất là rộng rãi. Đấy. Không biết dưới này nó còn cái gì nữa không? Hình như là hết rồi đấy. Đấy. Rất là rộng rãi quý vị anh chị nhá. Tất nhiên là nó là phải là cốp điện rồi chứ nó không thể nào là cốp cơ được rồi. Quá mới luôn. Trong cái khung giá mà chỉ hơn 3 tỷ đồng thôi, quý vị anh chị sở hữu ngay một chiếc xe với đầy đủ mọi thứ mà mình mong muốn đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. Nội thất kem này, chiếc này chủ xe đi kỳ giữ gìn nên là nội thất nó vẫn còn rất là mới và sạch nhá quý vị anh chị nhá. Rộng rãi. Ốc át các thứ này còn nguyên luôn. Rồi. Ghế phụ chỉnh điện luôn nha quý vị anh chị nhá. Nhớ ghế các thứ đầy đủ luôn. Không thiếu gì cả. Đó. Nhìn nhiều nút bấm như vậy thôi, thế nhưng mà những cái này nó là cảm ứng đấy nhá quý vị anh chị nhá. Này, sấy sưởi ghế các thứ này. Đó, đều là cảm ứng hết. Ngoài ra thì những cái này mới là nút bấm thôi.
để nổ start top này, chế độ ice top này. Đó, rất là đầy đủ. Nói chung là về công nghệ thì không thiếu gì quý vị anh chị nhá. Cam 360 dạng 3D này, đây em có thể bật cho quý vị anh chị xem này. Đâu rồi? Đây là đang để chế độ mát này. À phải nổ máy lên, đây em chỉ đang bật điện thôi, nó chưa là nổ máy lên hẳn. Rất mới đúng không ạ? Chiếc xe này của em mới lăn bánh được có 3 vạn mai thôi, tức là nó cỡ khoảng 4 vạn 8 km quý vị anh chị nhá. Em xin nhắc lại đầy đủ cái thông tin một lần nữa để quý vị anh chị được nắm rõ hơn về chiếc xe này. Hiện tại em đang chào bán một chiếc BMW 730 sản xuất 2018, model mới 2019 quý vị anh chị nhá. Chiếc xe này của em thì sẵn biển Hà Nội rồi, lăn bánh khoảng hơn 4 vạn km. Hiện tại thì em đang chào bán chiếc xe này với cái mức giá là 3 tỷ 350 triệu quý vị anh chị nhá. Màu xanh carbon size, nội thất kem luôn. Đấy. Giá trên thì vẫn còn thương lượng, nếu mà quý vị anh chị mà thiện chí ấy, thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình nhá. Đó cũng chính là số Zalo của em luôn. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi các dòng xe cũ, xe lướt đời cao đã qua sử dụng rồi, từ phổ thông đến hạng sang. Quý vị anh chị có nhu cầu đổi các hay lên đời thì cũng cứ alo em rồi thương lượng các thứ để vào việc nhá. Và cuối cùng thì xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi hết video ạ.